Chào bạn. Mỗi ngày, cuộc sống của chúng ta đều thay đổi không ngừng. Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân một câu hỏi trung thực rằng phải chăng chúng ta thường giới hạn bản thân trước những cơ hội, trải nghiệm và thậm chí từ bỏ giấc mơ nhất định vì chúng ta đang quá quen với cuộc sống hiện tại. Cuộc sống luôn thay đổi và bạn cũng vậy. Vì vậy, không bao giờ là quá muộn để thay đổi cuộc sống của bạn. Dưới đây là một số cách để bạn thay đổi cuộc sống và bắt đầu lại từ đầu. 1. Hãy xác định mục tiêu. 2. Hãy là phiên bản tốt nhất của chính bạn. 3. Bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hãy nhớ rằng không bao giờ là quá muộn để thay đổi cuộc sống của bạn. Các yếu tố như tuổi tác, thời gian, thậm chí kinh nghiệm không thể cản trở khao khát theo đuổi ước mơ, mục tiêu của bạn. Cuộc sống sẽ có ý nghĩa khi bạn không ngừng cố gắng, dám ước mơ và theo đuổi ước mơ ngay từ ngày hôm nay, bạn nhé. Điều tuyệt vời nằm ở nơi chính ta, chẳng cần tìm đâu xa. Hãy yêu thương những người đặt niềm tin xung quanh ta. Cảm ơn thật nhiều cuộc sống mang lại từng giây phút em nhẹ nhàng. Vì bạn là một người luôn khác biệt, vì bạn là duy nhất. Hãy luôn sống chân thành, trao niềm tin đừng lo lắng. Lắng nghe nhịp tim khẽ hát vì điều tuyệt vời trong ta.